hoàn cảnh gia đình anh thì đặc biệt rất là khó khăn luôn. Hằng ngày thì nhà anh là không có mua tưa để mà sử dụng trong cái việc là bơm nước, phải xách nước ở dưới sông lên nè các bạn ơi. Đường đi thì khá là khó khăn nè. Căn nhà của anh thì nhà rất là nhỏ luôn. Nghe anh nói là cái đất này là được ba cho lại, thì vợ chồng anh là sinh hoạt trong cái căn nhà ba lớn thôi. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà của anh Quốc, rất là vui mừng và hạnh phúc luôn. Với sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chị Thu Anh, thì gửi đến cho gia đình anh một cái giếng nước sạch. Thì để hiểu thêm xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà để mà thăm anh nha. Dạ. Chào anh Quốc. Wow, hôm nay là nhà có giếng nước sạch rồi đúng không? Dạ. Em thấy cái ống khoan ngoài kia, anh dắt cho em đi xem nha. Dạ. Anh Quốc có vui không? Quá vui luôn. Đây, chỗ anh Quốc rất là may mắn luôn á, là được có nước sạch đó. Chứ từ anh Quốc đi vô là không có khoan được á. Yeah. Từ đây đi ra thì mới có thôi. Nên là gia đình anh là cực kỳ may mắn luôn á. Cái chỗ này là mấy chú họ khoan, mua tưa để ở trong ha. Dạ, mua tưa để trong nhà. Dạ, em vô xem cái nha. Yeah. Anh thử bơm nước cho em xem đi, rồi em sẽ vào xem mua tưa luôn. Yeah. Anh đặt cái ống gì nó tiện quá ha anh. Yeah. Dễ không? Đây. Dạ rồi. Ồ. Nước rất là mạnh luôn Quốc ơi. Mạnh ghê ha anh. Mà trong nữa nó không có hôi mùi gì hết á, cực kỳ mát luôn. Anh có uống chưa? Wow, đã quá. Đây cho mọi người xem nha. Nước cực kỳ là trong và sạch luôn, thấy đáy luôn hình trái táo. Dạ rồi, mình tắt ha anh. Mưa rồi. Cái mua tơ là để ở đây. Yeah. Ống dây nhà anh Quốc là xài không hết luôn, dư quá trời luôn nè. Cái này để bơm qua bên đây. À chừng nữa để bơm qua đây. Đây mua tơ là đặt ở phía trong đây rất là an toàn, không có sợ bị mưa dột. Ngoài ra thì anh còn kê qua đây nữa. Nhà anh Quốc thì không có sàn nước đó, sử dụng ở dưới thôi. Ủa cái này bộ mới, mình lại đây ngồi cái đi ha. Mới làm đúng không ta? Em nhớ mua tơ có nước sạch lên đây rồi mình làm ở trên đây cho nó tiện, nó có gì mình tắm ngoài đó cũng được. Hèn gì hôm trước em nhớ là anh xài dưới cây cầu đúng không? Dạ đúng rồi. À, hôm nay tự nhiên thấy có cái sàn nước lạ quá. Vậy là mới làm đây luôn ha. Dạ, mới làm. Dạ, rồi bây giờ là xài nước rửa chén giặt đồ là ở ngay đó. Dạ, anh đó rửa chén giờ rửa đây mà không rửa dưới đó. Anh thấy tiện lợi không? Dạ, quá tiện luôn. Rồi vợ con anh về rồi khi mà hay là có nguồn nước sạch này thấy sao? Thấy mừng lắm, vui lắm. Dạ. Dạ. Giờ bà xã đi làm ha. Dạ đi làm. Còn con của anh đâu? Đi học rồi. Đi học hết rồi. Hôm nay anh Quốc có đi làm trở lại không? Này cũng có đi sớm, cũng có đi làm, nói bên mấy chị vô đó, yeah. Đi về. Ở lại đợi ha, đợi yeah. Em vô. Thì hôm nay vô cũng rất là vui mừng khi mà nhà anh Quốc có được nước sạch rồi. Yeah. Thì không biết là mình nấu cơm, rửa chén, giặt đồ đó là anh có xài nước này luôn chưa? Xài nước này. Yeah. Vậy là bỏ hẳn nước sông rồi. Dạ, yeah, tại giờ ta xả nước với nước mưa nè, nó chảy trên đất ruộng xuống sình không à, xài không được. Nó không xài được nữa. À, rồi bây giờ xài nước này giống như nãy anh có chia sẻ với em là anh đã nếm thử rồi ha. Yeah. Anh thấy nó làm sao? Nó ngọt. Wow. Nếm nó ngọt ngọt. Dạ. Vậy là chỗ anh Quốc là cực kỳ may mắn luôn á. Có một số chỗ thì nước lỡ lợ lợ hay là mặn mặn nữa. Yeah. Mà anh nếm vô ngọt vậy là chắc có thể nấu uống được luôn rồi đó. Dạ yeah, nấu uống được. Yeah. Nấu cơm ăn cũng được. Nấu cơm cũng được bình thường luôn. Vậy là quá thích rồi ha. Yeah, quá mừng. Giờ là không còn cực khổ đi sách nữa ha anh. Yeah. Có một mình bơm khỏi sách. Trời mưa này mà lỡ mà thiếu nước xuống sông sách chắc cực lắm anh. Dạ, đúng rồi. Nhà anh Quốc là ở giữa đồng nữa mà giờ có nước vậy là đỡ lắm rồi. Vậy là giờ cái nước này anh cũng có thể nấu để mà uống được luôn rồi đó. Dạ, nấu uống được bình thường. Dạ, rất là tốt luôn. Thì nhà anh là giờ có sàn nước nè, rồi thêm cái phi đó là anh để làm cái gì? Dạ, cái phi này tính làm sàn nước rồi giờ cái phi này giờ đó để tính tre, mua xi măng về chán lại rồi hai giờ ra. Dạ. Chúc mừng cho gia đình anh nha. Thì em cũng nói cho anh Quốc biết á, là cái giếng nước của anh với sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là chị Thu Anh thì gửi đến cho anh một cái giếng nước sạch trị giá là 4.500.000 đồng. Dạ. Chúc cho gia đình anh khi mà có nước sạch rồi á, thì có nhiều sức khỏe nha, làm ăn ngày càng tấn tới nha. Dạ. Dạ.
Dạ, em cảm ơn Mạnh Hồng Quân đã giúp đỡ em cho được cái giếng nước sạch xài. Rồi chúc mừng gia đình anh Quốc nha, hy vọng có cơ hội gặp lại gia đình anh. Dạ chào anh ạ. Dạ.